Rồi xin chào các anh em. Video ngày hôm nay anh sẽ quay sơ lược cho anh em tham khảo cặp cua trời màu đỏ này nha. Rất là đẹp luôn. Chứ danh báo giá cho anh em tham khảo luôn để anh em nào có mua thì tham khảo giá xe nha các bạn. Giá xe ở tính chất mang tính chất tham khảo nha, chứ nó không chính xác được 100%, nó có thể trên lệch 500.000 tới 1 triệu, anh em thông cảm nha. Tại vì giá xe thì nó thay đổi hàng ngày nha các bạn. Rồi trước mặt anh em đây là chiếc một cặp luôn, cua trời màu đỏ. Đời 2024 nha các bạn. Đời 2024 rất là đẹp luôn. Giá xe danh báo giá lăn bánh luôn nha. Lăn bánh luôn trên dưới 37 triệu nha các bạn. Nó tầm khoảng đó nha, trên dưới 37 triệu là lăn bánh luôn. Dành cho những anh em có hộ khẩu tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Lăn bánh luôn trên dưới 37 triệu nha các bạn. Một cặp chiếc xe màu đỏ rất là đẹp luôn. Cua trời 2024 125 phân khối. Đời 2024 này thì dàn chân nó được sơn màu đen, mình thấy nó cứng cáp hơn. Nó mạnh mẽ hơn cái đời 2023. Anh em thấy mặt đồng hồ của nó thì nó vẫn là sử dụng đồng hồ cơ. Năm sản xuất của nó là năm 2024 nha các bạn. Nó vẫn là sử dụng chìa khóa chìa. Những bạn nam nào đam mê dòng cua trời thì có thể tham khảo cái mẫu xe này nha các bạn. Màu sơn này cũng rất là đẹp luôn. Tiết kiệm nhiên liệu 1,47 lít trên 100 cây số. 1 lít xăng chạy tương đương là 60 cây số đó bạn. Cua trời này rất là tiết kiệm xăng luôn. Rồi anh em thấy nó là cái lớp xe của đời 2024 thì nó đẹp hơn đời 2023 nha các bạn. Cái lằn răng nó sản xuất nó thiết kế nó đẹp hơn. Cái bánh xe đó các bạn, cái phiên bản này là phiên bản bánh bánh mâm thắng đĩa, còn cái phiên bản bánh cầm thắng đùm, bánh cầm thắng đĩa thì nó sẽ rẻ hơn nha các bạn. Nó dao động nó trên dưới khoảng 35-36 à. Còn cái phiên bản này nó trên dưới khoảng 37 triệu. Những anh em nào đam mê hỗ trợ thì có thể xuống tiền mua. Ở thời điểm hiện tại giá xe đang rất là tốt nha các bạn. Lúc trước nó lên tới 40 mấy triệu luôn đó. Có thời điểm lên 40 mấy triệu, có thời điểm nó nằm ở 39-40. Nhưng bây giờ nó là trên dưới khoảng 37 triệu là lăn bánh luôn rồi. Rất là đẹp luôn. Các cô chú anh chị nào mà tuổi trung niên á, 3-4 ngoài tuổi chạy với phu chờ này thì anh thấy nó rất là hợp, rất là đẹp luôn. Nhìn mẫu mã sang trọng, đẳng cấp. Dàn chân thì được sơn lại màu đen là quá cứng cáp luôn. Phun xăng điện tử luôn nha các bạn. Thì tùy theo mỗi người thôi, có người thì thích màu này, có từ người thích màu kia, anh em thích màu nào thì anh em cứ mạnh dạn mua màu đó. Là nên mua đời 2024 luôn nha các bạn, đời 2024 thì anh thấy nó đẹp hơn. Nó sắc sảo hơn cái đời 2023. Tem Honda rất là đẹp luôn. Thắng đĩa, cuộc trước nó được sơn, cuộc với mâm là được sơn màu đen hết nha các bạn. Lớp xe rất đẹp luôn, được thiết kế rất là đẹp luôn, đẹp hơn cái đời trước. Rồi danh kết thúc video tại đây nha. Xin chào các anh em.